đóng, huấn luyện viên Kiatisak dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi, trong ít ngày nữa, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có cuộc làm việc với huấn luyện viên Kiatisak để cựu danh thủ Thái Lan chính thức ngồi ghế nóng thay ông Gong Oh-kyun. Tối ngày 6 tháng 1, một lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, đội đã đặt vấn đề với huấn luyện viên Kiatisak về việc mời Zico Thái dẫn dắt câu lạc bộ khi V-League 2023-2024 trở lại sau dịp FIFA Days. Đội bóng này sẽ ký hợp đồng với huấn luyện viên Kiatisak Senamuang. Huấn luyện viên người Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Mục tiêu của huấn luyện viên Kiatisak không gì khác là tiếp tục đưa đội bóng ngành công an duy trì vị thế hàng đầu V-League và có khát vọng vươn xa hơn ra tầm châu Á. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, sở dĩ đội muốn mời huấn luyện viên Kiatisak vì khi còn khoác áo cầu thủ, đây là nhân vật hết sức nổi tiếng, đem lại thành công rực rỡ cho bóng đá Thái Lan. Khi Kiatisak nhận lời bầu Đức sang đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, cựu danh thủ này cũng đã đem đến cho đội bóng phố núi những thành tích đáng tự hào. Huấn luyện viên Kiatisak chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Trên thực tế, Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak cũng đã có những nét khởi sắc. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thành công vượt trội như kỳ vọng. Tuy nhiên, lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội tin tưởng, khi được chuyển môi trường làm việc mới, huấn luyện viên Kiatisak sẽ đem đến cho đội Công an Hà Nội nhiều sự đổi thay tích cực. Kế hoạch mời huấn luyện viên Polking tạm gác sang một bên và huấn luyện viên Gong Oh-kyun sắp được thay thế bởi gương mặt quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi huấn luyện viên Gong Oh-kyun cầm quân, đội Công an Hà Nội không chơi tốt và hiệu quả thành tích không cao, thậm chí có dấu hiệu sa sút. Đội bóng đã phải để giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại chỉ đạo chiến thuật ở trận gặp đội Bình Dương mới đây. Ông Đại tỏ ra khá mát tay khi đội Công an Hà Nội đã giành chiến thắng áp đảo. Vì sao câu lạc bộ Công an Hà Nội chọn huấn luyện viên Kiatisak chứ không phải ông Polking? Tuy nhiên về chiến lược đường dài, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn cần đến vai trò của một huấn luyện viên trưởng đúng nghĩa mà theo lãnh đạo đội bóng. Huấn luyện viên Kiatisak là phù hợp nhất. Từ khi lên thi đấu tại V-League, dù đã vô địch mùa giải 2023, nhưng ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa bao giờ ổn định như mong muốn của lãnh đạo đội bóng này. Huấn luyện viên Kiatisak được kỳ vọng sẽ mang đến điều đó. Ngược lại, nhà đương kim vô địch cũng là môi trường lý tưởng cho khát vọng thể hiện tài năng bản thân của huấn luyện viên sinh năm 1973. Như vậy, đội Hoàng Anh Gia Lai cũng phải thay tướng mà giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành dĩ nhiên là phương án tốt nhất cho đội bóng của Bầu Đức ở thời điểm này.